Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục quay trở lại ngồi đây để cùng tâm sự chia sẻ với quý vị và các bạn với chủ đề mới nhất vừa cập nhật, nói đến cụ bà U62 người Cao Bằng. Và lời đầu tiên tôi không quên gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn gần xa thân yêu của tôi một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và trong cuộc sống làm ăn gặp thật nhiều may mắn. Thưa các bạn, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bà ta cứ muốn phô trương và thậm chí muốn khoe khoang. Các bạn thấy không? Rất là trơ trẽn cái clip mà tôi đăng được trước đó, các bạn xem không? Rất kỹ đó. Hai vợ chồng ôm hôn hít nhau như là một cặp tình nhân trẻ dưới hồ nước. Đó, tôi quay tôi ghi lại là các bạn thấy không? Đó. Nên là thấy rất quá trơ trẽn, làm sao mà không nói được. Một cụ già đã gần đất xa trời rồi, năm nay là 64 tuổi rồi mà vẫn như vậy, thì những người như chúng ta, như tôi, thấy là không có là vừa mắt, tai là chướng tai gai mắt thì lên ngồi lên mà nói. Và thứ hai nữa là ngày hôm nay tôi lại chia sẻ cho các bạn là bà ta đây, đây là nha, clip của bà ta lăng nha các bạn. Cái tựa đề đó là tôi lấy lại của bà ta đó này: kỷ niệm 2 năm ngày cưới mà trốn chồng đi gặp trai đẹp các bạn ạ. Đây là cái clip bà đăng trên là YouTube nha. Và trong này là 76 người thích thôi, nhưng đến 109 người không thích và 76 cái comment. Và lát tôi phải đọc comment những bạn là những cộng đồng người ta comment dưới này, các bạn thấy phải đau lòng. Nhưng bà ta là cái tỉnh bơ. Và đây cái clip là bà ta nói là sau ngày cưới rồi trốn chồng để đi gặp là người gì? Trai đẹp bạn ạ. Tức là bà đến gặp một cái đối tác gì không biết, mà thằng này cũng còn trẻ, mà là con lai. Tức là bà ta nói là người Tây. Đó, tôi có đăng cái hình đó các bạn. Các bạn thấy đó, đây là người Tây. Và bà ta là đến đó là một đối tác. Tức là tôi nghĩ là bà cụ này quá đáng, phải không các bạn? Có tuổi rồi mà vẫn rất thích mê trai. Nói những cái câu nói này là mình thấy quá trơ trẽn rồi. Rất là mê trai, phải không? Cuộc sống của bà ta 2 năm qua đã để lại tai tiếng rất là nhiều, phải không? Trong đó có người ủng hộ, vẫn có, nhưng mà đa số phần là ném đá. Nhưng cụ ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Và ngày, từng giờ cứ là đăng hình ảnh hôn hít trơ trẽn của hai vợ chồng. Giờ lại tiếp tục đăng một cái clip nói là trốn chồng là đi gì đây, trốn chồng là đi gặp trai đẹp. Các bạn thấy không? Đã có tuổi rồi mà ăn nói rồi hành động trơ trẽn vậy thì làm gì chúng ta không lên mà ngồi đây để nói chuyện, phải không các bạn? Đó, tôi vừa rồi có làm một cái clip đó mà báo chí đã vào cuộc nha các bạn. Báo chí vào cuộc đó, nói là bà ta làm một ngôi nhà khá khang trang rất đẹp cạnh nhà của là bố mẹ chồng, thì tiền toàn cũ kỹ và rách nát. Đây là báo chí nha, nói chứ phải là tôi tự động nói nha. Và đã phản ánh đến bà ta rất là nhiều, nhưng bà ta vẫn là im hơi lặng tiếng và nhấn mạnh rằng đúng là một cái thằng chồng trẻ của bà ta quá bất hiếu, quá vô dụng đối với là ba mẹ của mình. Sinh ra một thằng con trai năm này mới chỉ có 28 tuổi, lấy một người già hơn mình đến mấy chục tuổi và có tiền, có của mà chẳng nhờ được gì, đối đáp gì cho cha mẹ của mình. Thì đây quả thật là một điều rất đau xót cho cái thằng chồng trẻ này. Con trẻ con khỏe mà, mình làm như vậy làm gì? Ăn bám với một người có tiền vậy, có tuổi như vậy làm gì? Mình phải giúp đỡ cho cha mẹ mình nuôi một đứa con trưởng thành, đâu phải đơn giản, phải không các bạn? Mà lấy một bà cụ như vậy đó. Và bà cụ hàng ngày thì đó, các bạn thấy lên live stream trực tiếp ở trên Facebook, rồi quay hình trực tiếp hai người ôm hôn hít nhau. Tôi thấy cái hình hồi nãy tôi rất là như người Tây luôn các bạn, giống như sống ở nước ngoài á.
À, mà hai vợ chồng trẻ thì không nói gì đấy phải không? Người ta cặp đôi trẻ người ta hôn hít nhau cũng được. Đây là mọi người đang ngồi xung quanh cái bể nước mà hai người vẫn là ôm hôn giữa hồ cá, giữa bể 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 bơi rất là nồng. Quay tôi nghĩ không cái cách gì tả nổi là về cái cặp đôi này nữa. Đó, và rồi giờ bắt đầu là đi tìm người đối tác thì nói là đi tìm trai trẻ, à, đi tìm trai đẹp tiếp. Đã có trai trẻ rồi, giờ đó dưới comment này lát tôi đọc cho các bạn nha, giờ lại tiếp tục đi tìm một người lai Tây nữa, tức là bà chán người Việt Nam rồi, chán trai trẻ Việt Nam rồi, thì muốn tìm trai trẻ là lai Tây đó, ngon hơn, chất lượng hơn, to cao hơn. Đúng thật, tôi là rất trơ trẽn. Và tôi sẽ đọc cho các bạn là xem này, những comment của là các cộng đồng nói như bà như vậy và bà vẫn bình thản, không như xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đúng, tôi bó tay luôn với bà này. Ừ. Đây các bạn này, trai ta cụ đã chán rồi, hôm nay đổi món cụ vời trai Tây, mặt ngang mày liếc mưa mây, cụ khen Tây đẹp mặt đầy cụ ơi. Đó, chia đó, 70 cũng sắp đến nơi, sống vui sống khỏe rong chơi tuổi già, gì đâu mà giống ngựa bà, dấy lên đong đỏng như là cuồng điên, đời như vài buổi chợ phiên, tiếng thơm đánh mất ôm nguyên hũ hèm. Đây là một cộng, đây là một của là một của cộng đồng mạng, người ta lên comment mà viết một bài thơ rất là hay về bà cụ này. Cái bài thơ này tôi phải, chắc tôi phải lưu lại cái bài thơ này rồi. Thì các bạn ha, này tiếp tục là đâu mà ai mê trai giống mụ thu béo. Ừ, thu méo đâu bài đặt đẹp thì bà đã ăn, đi nói chuyện nghe không ai ưa. Đó, tức là bà ta đến gặp rất nhiều, trong đó là toàn đa số đàn ông và có một người trai trẻ, tức là người này là con lai, là lai Tây, bà khen rất nhiều lắm, bà khen rất nhiều và bà còn viết cái mẹ viết một cái tựa đề là tiêu đề của bà đó. Ừ. Sau đám, sau kỷ niệm 2 năm ngày cưới, trốn chồng đi gặp trai đẹp. Tôi bó tay, đúng đúng là bó tay luôn các bạn. Ừ. Này, cái cụ này cái gì cũng biết, chỉ mỗi cái xấu hổ là không biết, làm ăn thất đức từ ngày còn trẻ, giờ già khú rồi tu tâm dưỡng tính đi thì cụ còn méo dài dài nếu cụ không tu tâm. Và cái miệng của cụ thì bó tay rồi, làm là coi như là đi ra phẫu thuật thẩm mỹ là đến đến ngày hôm nay cách gì vẫn còn méo đó. Nhưng cái tính tình, cái nết na của cụ càng ngày tôi thấy càng quá lố lăng, càng quá là phô trương đó các bạn, các bạn thấy đó, nên là mình không lên nói là không có được đó. Các bạn xem những cái clip mà tôi đã đăng nói cho các bạn, rất nhiều là comment ở dưới này các bạn này, nhưng tôi đọc tôi thấy rất là đau lòng. Nhưng bà ta xem như là tỉnh bơ, bà ơi bà không biết xấu hổ hay sao mà lúc nào cũng lại là gì live stream, bà nên là test kem chống dục trước khi vào live stream nhá bà cụ. Tôi nói thật đó, thắp 3 cây nhang con lạy mẹ méo mong siêu thoát. Vậy đây là nhá các bạn, các bạn tôi đây là nói sự thật nha, đây là kênh YouTube của bà cụ và các bạn hãy vào là cái kênh Thu Sao á, là các bạn hãy xem, hãy biết là dưới này cộng đồng người ta chửi biết bao nhiêu, 72 cái comment mới đăng ngày hôm qua thôi, nhưng bà xem như không có thưởng, đến là có là hơn 7 lượt là người thích mà đến hơn 100 người không thích, bà xem như không có chuyện gì xảy ra mà cứ đăng vậy để quảng cáo, để bán hàng làm ăn, kiếm được một đồng tiền này thật là xót xa đó. Tôi nói thật đó, bà có tuổi rồi bà cũng suy nghĩ lại sống cuộc sống cho bình an phải không các bạn. Mình lên nói đây đúng, chính người mời ý, nhưng cũng phải là cái lượng người thích của mình, yêu thương mình lớn hơn đó. Tôi làm mà cái chương trình rồi những là thông tin mình không làm đúng cho đẹp vừa hết lòng hết mọi người, nhưng trong đó 100 người thì cũng khoảng là chỉ có vài người không thích mình thôi, đã thấy chột dạ rồi, họ comment nói những câu là mình đã thấy là khá đau lòng rồi. Mà huống gì với bà cụ, làm hầu như là cái comment này là 100% người đều chửi cụ, ném đá cụ, nhưng cụ vẫn thấy là bình thường. Hôm nay còn đăng là để đi tìm trai đẹp nữa,
tìm một trai Tây. Đó, giờ tức là người ta đã nói rồi, chán thằng chồng trẻ Việt Nam rồi, giờ lại tiếp tục đi tìm tán. Có khi là bà lại thích cái thằng là lái Tây này thật đấy nhá, không phải đùa đâu. Đó là bà lại tìm lại bà đăng lên như thế này. Thì quả thật bà rất là mê trai. Tôi chưa từng thấy cái tuổi như cụ rồi, khiếp cụ đối với người Việt Nam mình. Gần 70 tuổi rồi mà thấy trai trẻ là rất mê. Cụ công nhận khủng khiếp thật. Đó, trai sồn sồn là cụ không thích đâu. Cụ mấy đời chồng người trước rồi. Đó, bà con làng sống những người là sống kế cận cụ là kể hết cái tiểu sử của cụ rồi, các bạn cũng biết rồi. Đó, đã trải qua rất là nhiều đời chồng rồi. Đó, thằng chồng trẻ là đời thứ tư rồi, chắc là tôi nghĩ là bà cụ còn đến đời chồng thứ năm nữa quá. Còn dài dài nữa quá. Đó, có khi là bà hất và đá cẳng thằng là chồng trẻ là người Việt Nam người có bằng này luôn quá các bạn. Đó, nên là tôi ngày hôm nay thấy coi những cái đoạn video của cụ rồi những cái tấm hình bà chụp với thằng trai trẻ này nữa, thật là lai tây này nữa, mình thấy bức xúc, thấy trơ trẽn quá, nên tôi hôm nay ngồi lên đây để chia sẻ, cùng là phân tích để chúng ta có quyền là đưa ra ngôn luận. Và đây cũng là tôi cũng làm những cái clip video này để gửi tới mọi người, mong mang một tính cách giải trí thích thú đối với những là cặp đôi trơ trẽn nhất, tài tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Và tôi cũng rất cảm ơn các bạn luôn là đóng góp ý kiến, luôn đồng hành ủng hộ kênh cho tôi. Và tôi cố gắng tiếp thu và sẽ cập nhật những thông tin hay nhất, nhanh nhất, nóng nhất để gửi tới cho quý vị và các bạn trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.